Sau khi được giới thiệu với khách hàng Nhật vào tháng 10/2023, mẫu xe cỡ B cộng có lịch ra mắt vào ngày 8 tháng 2 tại quốc gia Đông Nam Á. Toyota Thái Lan tung teaser hé lộ đôi chút về bản nâng cấp của Corolla cỡ 2024. Thông tin kèm theo là ngày giờ và địa điểm cung cấp. Điểm thay đổi dễ nhận biết là cụm đèn pha toàn LED giống các bản đã ra mắt ở Nhật Bản và châu Âu. Phần đèn ban ngày được đẩy xuống thấp, nhường chỗ cho đèn xi nhan bình thường. Vì thế phần đầu xe có thể giống với bản ở Nhật. Tuy nhiên hình ảnh làm sáng hơn, kỹ thuật chỉnh ảnh cho thấy phần cơ nhỏ hơn của lưới tản nhiệt kết nối với đèn pha.